chân là đi là lại như thế này ít thôi, nhẹ nhàng thôi. Chân nó chỉ thế thôi, người nó bị mất. Cái gạch vào đây. Đánh một lúc xong rồi mới ra đây, quen quen thế nào được. Đúng không, không thấp người thế.
bật đi trước ạ. Đi trước mà thẳng tay nó dí hết này là đi rất đẹp. Để nó dí hết nó. Cái đầu cái này đầu bật nó xa này nó dí hết. Còn ma sát nó xếp ở trong ngoài đấy. Quả này là chưa nói ma sát đúng không? Quả này chỉ là đẩy sang thôi. Quả này ma sát. Đẩy thôi, từ từ ấn là được. Đẩy dài cái tay ra nào, to to quá. Chân nào đấy. Đấy. Đừng có ấn nào đừng có xỉa ngang này. Đừng anh đừng có xỉa ngang này anh cứ ấn thẳng ngang trước này. Chậm thôi. Chân đánh phải thì chân phải đằng sau, đánh trái thì hai chân bằng nhau. Đính kiểu sẵn đấy, dí mạnh đấy. Mấy rưỡi. Nào đẩy từ cuối nào. Đừng xỉa ấy. Đúng rồi, đẩy ra này. Đấy, cứ đi cất. Đấy, anh cứ đẩy sớm vào bóng. Anh không phải hướng mặt, anh không phải xỉa để nó sao bên này, anh cứ đẩy nó ra sang. Ê, về đi, về đi nước đi.